cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
get cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Right. Upside, inside out. She's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red. And her skin's a color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Come on! Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Và toàn bộ các đồng chí trong ban tổ chức của giải bóng đá các khu công nghiệp, các công ty Hàn Quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu ông Phạm Văn Trọng lên làm lễ bế mạc của giải bóng đá của chúng ta ngày hôm nay. Thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị khách quý, tổ trọng tài cùng toàn thể các vận động viên, cổ động viên thân mến, giải bóng đá nam các công ty Hàn Quốc đã chính thức khép lại với 45 bàn thắng. Các vận động viên đã mang về cho mình những giải thưởng thật xứng đáng, có nụ cười của niềm vui và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối. Với chính sự cố gắng của bản thân, cống hiến cho người xem những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, về phía các cổ động viên thì cổ động hết sức hào hứng và nhiệt thành. Trong thi đấu, ai cũng biết có người thắng, có người thua, nhưng nhìn chung lại chúng ta là những người chiến thắng. Chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị, cùng nhau về đây để tổ chức giải đấu, mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các công ty trong khu nghiệp Quang Minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không có một tổ chức hay cá nhân nào là hoàn hảo. Vì vậy, ban tổ chức chúng tôi luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các quý vị để hoàn thiện tốt hơn cho mùa giải năm sau. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá các công ty Hàn Quốc khu nghiệp Quang Minh lần thứ nhất năm 2019. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, như chúng ta đã biết, giải đấu thành công không thể thiếu những người cầm cân nảy mực của các trận đấu. Vâng, chúng tôi xin mời tổ trọng tài xuất sắc điều hành giải trận đấu bước lên phía trước để nhận hoan từ ban tổ chức. Nhất giải thủ môn xuất sắc sẽ dành cho đồng chí Tạ Hà Nam của công ty Intel. Xin mời đồng chí. Tiếp theo là giải vua phá lưới ạ. Và phần thưởng sẽ trao cho cầu thủ Trần Bá Linh 73 của công ty Intel. Vâng, tiếp theo là giải phong cách. Xin mời đại diện đội bóng của công ty Sinovac lên nhận giải. Vâng, tiếp theo là giải ba. Xin mời đội bóng công ty Intel. Thank you.
nghiệp về chơi xuất Hà Nội. Thật sự này. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang mà chia sẻ.